Ok, hello my friend, welcome back to my channel. Today play got to the man 1 to the got to the man 25. Ok, first play got to the open man S now vs the meeting the mountain Opelabert. Ok, bắt đầu vào game nhé các bạn nè. Đây sẽ gặp con Opelabert này. Sau đó dưới đây có hai con Opelabert này. Đầu mình sẽ lấy hai quả trứng nhé. Ba quả trứng. Và xuống đây sẽ gặp con mountain Opelabert. Nó đang nhảy xuống cái kia này. Impossible. Let it forget us. Follow me now. Ok, mình sẽ quay cảnh xong kia cho bạn xem đây. Con mặt tìm được Olaf này nó sẽ chạy. Để cho con Olaf kia đó. Mình sẽ quay xong kia cho bạn xem. Xem hai con này đuổi nhau này. Laser got in open man one. Let's go, got them open man one. Okay, got in open man one. Đây là mình đã mút phiên bản một tay con Zamazo này. Và đây sẽ gặp con Pen Pen và một đàn Ubelabert này. Và là bớt bên xe lưu tập tờ à, xếp hàng một đống ở đây này các bạn. Đây con bên bè nó bắt đầu nó tí nó sang đuổi mình nhá các bạn này. Cái đầu tiên mình sẽ lấy cái thẻ này. Ok bên bè ở đây nó đã biến mất. Đấy con gà nó là bớt và xe lưu tập tờ. Nó đã chạy sang bên đây rồi các bạn này. Con bên bè này nó sẽ bắt đầu tí nữa nó sẽ đuổi mình nhá các bạn này. Okay, mình sẽ first play xong kè nào. Mình sẽ quay cảnh xong kè trước cho các bạn xem nhé. Con mèn mèn này nó chạy dần lại đây. Ok, cho đi bay đập lại nào. Ok, nó đang nấp ở trong tất cả các một đống quân đội kìa. Ok, bắt đầu chạy mộng. Ok, mèn mèn kìa nó đang chạy đuổi kìa. Chúng ta cả nó này. Ok, phớt ở đây xong kè mình các bạn xem phải xong kè nữa. Ok, phần lấy cho anh kè. Phần lấy tụi cho anh kè. Mình sẽ chơi lại nhé. Ok, lấy bàn tay ra một rốt ra. Mình sẽ bèn nó mà thử chạy lại nhé. Để bắt đầu chạy xuống thoát cả nó này. Nó bay đập vào đây. Một con mèn mèn nó bắt đầu săn đuổi lại nhé. Xong nó lại rơi xuống rồi. Dưới đây nhá. Ok, Sonic giờ gạt từ một bên chú nè. Lách bật lấy gạt từ một bên chú. Vs the nắp nắp and the mummy long led. Mình sẽ bắt đầu gặp con mummy long led ở gặp từ mẹ chú nhé. Ok, bắt đầu xem con mummy long led nó chạy lại đây. Đây là con mummy long led đúng không? Đây là một cái bảng mốt đó.
Try again. Will it do you to be the kind of tip now? Mình sẽ phải chạy chúng ta khỏi con 1 km này và lấy lại cái thẻ này. Okay, bắt đầu 1 km chúng ta đó này. Wow, vẫn bị nó bắt. Chạy về. Let's try again. And next up, like Solusila. Oh. Okay, but let's try again. Mình sẽ cho bạn xem mà đây phiên bản mút cặp con Busy Polet ở trong trò FNAF này, có thể thấy con Slow Slide. Nó chạy dần lại đây này. Hello. Okay. Nó chạy xuống dưới nhá. Ok, khi nó lại bắt đầu đi tiếp này. Okay, nó lại bắt đầu đi tiếp xuống dưới đây rồi. Where are you hiding? Các bạn xem hình dáng nó. Ừ. Nhìn thật. Chắc bọc. Ok, so try again. Okay, but let's try again. Okay, try again now. Let's go. Bắt đầu mình sẽ vào lại gặp con Chica Banana ở trong trò FNAF. Đầu tiên mình sẽ quay cảnh trong ke, sau đó sẽ chơi win sau nhé các bạn nhé. You've been a bad student. Okay, let's try again. Bắt đầu mình sẽ chơi lại nè. Sẽ chạy trốn thoát của con Chica Banana này. Đang đứng ở trong bánh sinh nhật này. Đang đợi nó ra nhé. You've been a bad tiêu diệt nó đây.
Ok, sau này cắt tình ở bên bạn. Mình sẽ chơi lại phiên bản khác đi. Cắt tình ở bên bên này nè. Meeting the chapter. Quay mặt đi, xong rồi.
Mình sẽ tiếp tục chơi một phiên bản gặp con chapter tiếp nha các bạn. Số tu lót đi. À, meeting giờ chapter. Chúng ta còn đang làm coming in. Chimitaki. Okay, try again. We're to wait the basic analytic now. Okay, what about the chapter 10? Tiếp tục sang bên này, cho cái bay đọc vào cái cỏ này các bạn ơi.
sẽ có cây nhạc pháo này. Quay trở lại. Để bắn luôn này. Chỉ bắn luôn 3 phát đấy các bạn này. Sang gặp con hai con rồi, vừa là bớt đấy. Try gần VS giờ. Do you try again? Let's go. Let's go. Let's go. Let's go.
Zeta coming here. Little you try again. Lần này mình chưa win nha, câu này con Zeta này nó bắt tiếp. Tamashiki Chimandaki.
and lock the key. Hẹn gặp lại con Uga bớt. Next, I got to my panel 22. Skin. Let's find two batteries for this remote. The last one can start play. Where are you, little battery? Sẽ nói sang cửa mới không? Okay, sang nó mới nè. Apollo.
giải thi đấu trong này, sau đó sẽ gặp mình tiếp từ sau lớp ạ. Sẽ mất gì nhé các bạn ơi. À, thử đi. Không hộp rồi. Cháo xong rồi anh tiếp phò nó sẽ câu sau này anh tiếp phò của tử tiếp tục sau này. Cháo sang đây này. Mình sẽ cho nó đập vào 4 bức tường màu đỏ nhé các bạn. Tiếp tục còn là 2 màu, 2 cái nút đây nhé các bạn. So next the selling one and you got the moment 24 meeting the selling one but later. So meeting the for training one. Chúng ta trong Philip Zoom nhé các bạn nhé. Đó là ok đây rồi.
Nó xuất hiện. Bắt đầu đi sau này. Sonic the Garden Man 2011 cho tôi lát game. Còn cái tình cho Queen Monicina. Thank you.
chứng vật sang cái hộp bên đây. Cuối cùng giờ gặp tình ở Man Six nè, bắt đầu sẽ gặp Air Tiếp Phong Giáp Tờn, rồi gặp bắn Giáp Tờn
sau này. Laser gặp từ nợ Pemen 7 Glim Swag Manter Meeting giờ của Glim Swag Manter. Lắp đến game nào. Okay, mình sẽ select lại nè. Tình giờ của Liêm Sách Hoàng Tử. Look, find two batteries for this remote. Find two batteries for this remote. Oh, Liêm Sách. Quay lại còn làm nó xem mình ta đang chạy lại. Mình sẽ dám kéo lại xem.
Có lửa kìa. À, mình sẽ chạy vào phòng bên này. Sonic giờ gặp từ nó bên bên then nào meeting giờ Smiley okay, bắt đầu mình sẽ trở lại từ đầu nè. Để tìm hai cái pin nào. Lát nữa sẽ sang kia gặp con Smiley. Nào vào trong này. Hey, I've been waiting for you for a long time. And you need to quickly grasp the basics of a cop before something bad happens. Do you already have a drone? Yes, remember to make sure you have enough batteries for it. And remember these round buttons. Hitting it with a drone will open a door or activate something. Okay, give it a try. Okay, come on, chứng. Được xong rồi này. Oh, cái lim sách. Good job. At least in terms of type is enough, but the quantity needs to be tested to know. Yeah, đi theo con chim màu lá bên này. Follow me. Let's see what you can do with this gun. We have five targets corresponding to the five bullets you have, unless you don't pick them all up. My requirement is to hit three or more targets to complete the test. Be careful, you will have to spend a lot of time if you fail. Mình này.
team. Giờ gặp tên là mẹ bạn này, anh là vườn. So next got the November 25. Let's go. Okay, 25 is over. Okay, what up again? Đây là new game mà mình mới sẽ đổi chơi lại nhé. Sẽ gặp con Hukliwuri ở trong một con
Bốt rồi vô. Ok, nó nào sẽ đổi này. Nó nào sẽ chạy sao đây. Đầu tiên mình sẽ quay cảnh 5K trước cho các bạn xem đi. Chúng lắp rồi này. Kìa, nó vẫn đang đuổi. Ui, nó đuổi ngay rồi. Kìa, chạy kìa. Đây là mình sẽ chết lại nha. Mình sẽ check win xong để con roi vồ này nó bắt hết nè. Ok, bắt đầu đến lại nè. Nó thoát được con mob ra vô này. Mình chạy vào cái thang máy đi lên rồi. Con kia nó sẽ nhảy từ trên xuống dưới. Chuẩn bị nhảy từ trên xuống dưới này nha các bạn nè. For cái chim. À, tiếp theo mình còn tìm main file. Và lấy nào. Nghe tìm main file, select nào. Má này toàn một hổ luôn. À, vào đây là cái remote này. À, là cái remote. Đây còn con Benito. Đây, sẽ vòng sang bên kia. Mát này toàn màu đỏ chói luôn.
Ok, thanks for watching. Mình sẽ quay my channel. Goodbye, see you again.